good. It's on the table. Vietnam? Tôi là một sát thủ. Bất chấp tất cả mọi thứ, cuộc sống của tôi là phải hoàn thành nhiệm vụ. Mày lại làm cho tao! Chuyên án găng tay đỏ. Mỹ à, tôi muốn bảo vệ cho cô. Tụi mày tìm cho ra tên sát thủ là ám sát bà của tao, nghe rõ chưa? Rõ. Ê, cô làm cái quái gì vậy? Tôi có một nơi này cực kỳ an toàn, vô cùng thoải mái, đảm bảo cô sẽ thích. I'm sure. Mới nói đi quái như vậy. Anh có bao giờ thử cảm giác này chưa? Trong hoàn cảnh này thì chưa. I will kill her. She failed. She must die. She's my partner. Em trở nên vui vì thằng này hả? Hết vui rồi. Cưới là như thế nào? Có còn phải đánh nhau nữa không?